Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Bờ Vlog nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 6 ở đường 22 tháng 12 và lăn 2 đường ngang Bình Dương. Trước mặt của bạn đây là dòng xe Raider Underborn, đó là Sachia và Raider các bạn. Thì hàng này bên mình mới vừa về luôn. Thì hôm bữa trước cũng có một vài bạn hỏi Sachia thì mình cũng đã báo hết hàng và ngày hôm nay là mới vừa về một con màu đen nhám. Và cái con phía bên đây là một con màu xanh nhám ha, về đầy đủ hai màu cho các bạn mình lựa chọn luôn. Và thì trong cái video này là mình sẽ báo giá cho các bạn nè. Ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái món đồ chơi ha, tức là độ cái dàn đèn sau để cho giống cái dòng Sachia tư nhân ha, cho ở Raider và Sachia chính hãng luôn. Rồi về giá cả thì hàng Raider á, hiện tại nguyên bản á, thì nó sẽ có là giá là 51.500.000 đồng ha. Con trước mặt của bạn đang xem á, là con màu đỏ đen nha các bạn, và cái con phía bên đây là con màu xanh nè, màu xanh đen ha, màu xanh đen, và cái con phía bên đây nó là màu cam đen nha các bạn. Đó, ngoài ra thì còn những màu khác nữa thì giá nó bằng nhau thôi ha, 51.500.000 đồng, đã có VT rồi, chưa gây biển số nha. Còn về dòng Sachia thì giá nó là 54 triệu nha các bạn ha, giá 54 triệu ha. Thì hai màu thì giá nó bằng nhau nha. Đó, giá nó bằng nhau luôn. Đó, Sachia này ha. Thì theo riêng cá nhân cảm nhận mình thấy á, thì mình thấy cái màu xanh nhám á, nó đẹp hơn màu đen nhám nha các bạn ha. Đây là cái màu xanh nhám đây. Đó, màu xanh nhám ha. Thì mình nhìn thấy nó đẹp hơn cái màu đen nhám rất là nhiều. Đó, nhưng mà chỉ theo sở thích của mỗi bạn thôi. Nhằm bạn thì thích màu đen thì các bạn có thể lựa chọn màu đen nhám lên, nhìn rất cực kỳ đẹp. Rồi. Các bạn nào muốn biết giá ra biển số thì các bạn cứ comment huyện tỉnh thành ở bên dưới ha, thì mình sẽ báo giá ra biển số cho các bạn luôn, hoặc là các bạn gọi số điện thoại là 0934 46 48 48 thì anh Lộc sẽ tư vấn giá ra biển số cho các bạn luôn. Hoặc là còn về thủ tục trả góp thì các bạn chỉ cần chứng minh nhân dân bằng lái và chứng minh nhân dân hộ khẩu là mình sẽ làm hồ sơ được các bạn, và trên 18 tuổi là sẽ làm hồ sơ được nha. Thì nếu mà các bạn mà có điều kiện thì các bạn trả tầm khoảng 20-30% thì lãi suất nó sẽ rẻ hơn ha, trả cần nhiều thì lãi suất sẽ ít lại. Và nếu mà những bạn nào không có điều kiện kinh tế thì các bạn trả cho mình tầm khoảng 10 triệu ha, 10 triệu là mình sẽ làm hồ sơ được đó. Rồi tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái độ cách độ đèn lại ha các bạn. Đó, trước tiên á, mình nói về cách độ đèn thì hiện tại thì dòng xe Raider Underborn á, thì nó có hai dòng này, nhưng mà dòng Sachia á, là nó có hai loại ha, một loại là Sachia tư nhân và Sachia chính hãng. Đó, Sachia tư nhân á, là các bạn sẽ không được bảo hành ha, không được bảo hành ở Suzuki Việt Nam mà chỉ được sửa chữa thôi của cái cửa hàng bán ra cho các bạn. Còn nếu những bạn nào mà mua của hàng Sachia chính hãng á, thì nếu mà có hư hỏng về thiết bị chẳng hạn như màn hình này kia đó thì sẽ được bảo hành ha, trong vòng 3 năm hoặc là 30 km thì điều kiện nào đến trước. Đó là một cái quyền lợi rất là cực kỳ hữu ích đến cho các bạn mua chạy xe ha, để có an tâm hơn về lâu về dài. Cái thứ hai nữa, nếu mà các bạn mua dòng xe tư nhân á, Sachia tư nhân á, thì giá nó sẽ cao hơn so với thằng Sachia chính hãng này. Bởi vì sao? Cái thứ nhất á, nó là cái dòng xe nhập khẩu tư nhân thì giá sẽ cao hơn ha. Thứ hai nó là cái độ đèn nè, bốn cái xi nhan trước và xi nhan sau á, nó đã làm gọn lại rồi đó. Thì các bạn mua dòng xe đó thì các bạn không cần phải làm lại đèn đó. Đó là một cái thứ hai là dẫn đến giá nó cao. Cái thứ ba á, thì nó là một cái dòng xe, cái tem xe nó cũng khá là đẹp ha. Tem xe của nó không có đơn thuần giống như là cái tem xe này đó. Cái tem xe của nó giống như gần giống như cái tem xe của thằng Raider đó các bạn. Nhìn thấy cái màu mè hơn, qua lá hẹ hơn rất là nhiều đó. Nhưng mà về máy móc ba thằng em này á, ba thằng này á là máy móc đều y chang nhau hết luôn các em nha các bạn. Thằng Sachia chính hãng và thằng Sachia tư nhân á là đều là nhập khẩu nguyên chiếc về ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái thằng Sachia chính hãng á là nó được nhập khẩu từ ở Suzuki Indo, nhập khẩu về Suzuki Việt Nam và Suzuki Việt Nam bán qua những các đại lý ha các bạn, thì thấy là sẽ được bảo hành đó. Còn Sachia tư nhân thì nó cũng nhập nguyên con về luôn đó, hai con cái này cũng nhập nguyên con hết, về máy móc thì nó y chang nhau thôi. Còn về thằng Raider ha, Raider này á là nó thuộc dạng là lắp ráp phụ tùng tại Việt Nam đó, nó thuộc dạng là lắp ráp phụ tùng tại Việt Nam nha các bạn. Vì thế là nó không được ưa chuộng nhiều giống như là những dòng Sachia. Tại vì theo cái tâm lý giới trẻ bây giờ đó, thì các bạn chỉ thích
chạy những dòng xe mà nguyên chiếc vậy thôi, chứ không thích xe lắp ráp. Thằng Raider này á thì nó lắp ráp phụ tùng. Về máy móc thì về thiết bị máy móc thì nó cũng y chang nhau thôi, chẳng qua là nó khác người lắp ráp thôi bạn. Thay vì nếu mà những dòng hàng Exeter đi thì ở ngoài Indo á thì nó gọi là mở kinh, mà khi về tới Việt Nam á thì nó gọi là Exeter. Thì dòng Raider nó cũng vậy ha các bạn. Đó, thì dòng Raider cũng vậy luôn. Raider thì nếu ở bên Indo thì gọi là Sachia, còn về tới Việt Nam thì nó sẽ gọi là hàng Raider. Nó chỉ khác nhau cái tên và khác nhau cái lớp ráp thôi, còn về máy móc thì nó y chang nhau ha. Và mình chỉ cho các bạn xem về cái xem cái số khung số sườn để mình biết xe nào là xe nhập khẩu, xe nào là xe nhập ráp phụ tùng ha các bạn, để các bạn không không bị nhầm lẫn ha. Rồi, thì nếu mà những bạn nào mua xe Sachia á thì chân ở số sườn này nha, đều là MH hết nha, tại vì nó nhập nguyên con nha các bạn nha. Tại vì nó nhập nguyên con đều là MH hết, Sachia chính hãng hoặc là Sachia tư nhân đều là MH hết, tại để nhập nguyên con về đó, chỉ khác nhau cái tem xe thôi. Và cái thứ hai nữa, còn nếu mà những dòng thào mà lắp ráp phụ tùng tại Việt Nam á là nó sẽ có mã là chữ GL ha, đa số là sẽ là chữ GL hết nha các bạn, nó chữ GL hết đó. Và thứ hai nữa, còn với cục máy ha, cái cục máy dưới đây, cái cục máy này các bạn mình thấy chưa đó. Rồi, cục máy thằng này á với cục máy thằng Raider á thì nó ký hiệu là nó giống nhau ha. Thay vì là CGA1602803 thì cái thằng Sachia tư nhân á là nó có chữ là ID602803 hay các bạn đó, chỉ khác nhau là ở chỗ đó thôi. Và cái cục máy của thằng này á, cục máy thằng Sachia thằng chính hãng á với thằng cục máy của thằng Raider đó thì nó y chang nhau luôn ha, nó y chang nhau luôn nè các bạn thấy chưa, nó cũng là CGA1 nè đó, nó chỉ khác nhau cái số thôi đó, tức là nó y chang nhau thôi, nó không khác gì hết nha các bạn đó. Thì vì thế là các bạn đừng có nhầm lẫn là thằng Sachia tư nhân là máy sẽ ngon hơn hoặc là thằng Sachia chính hãng là máy sẽ ngon hơn Raider ha, là không có nha các bạn, là không có ha. Còn về giá cả mà sao nó sự sinh lợi thì mình cũng đã giải thích rồi. Cái thằng Raider này á là giá nó rẻ là bởi vì nó lắp ráp phụ tùng tại Việt Nam thì nó không được ưa chuộng nhiều, thì thấy là giá xe rẻ. Và cái thằng này là nhập nguyên con về ha, nhập nguyên con về luôn, nguyên si về luôn từ Indo về thì giá sẽ cao hơn. Đó là cái nguyên nhân mà nó có sự chênh lệch giá. Rồi, còn một số vài bạn thắc mắc đó là vì sao mà dòng xe Sachia tư nhân nó không có cái bốn xi nhan này ha, nó không có bốn xi nhan này. Đó, mà lại thằng Sachia chính hãng lại có. Tại vì á khi mà các bạn đi làm đăng kiểm á ở Việt Nam mình á thì bắt buộc là phải có hai xi nhan này, cái thằng Sachia thằng tư nhân á nó cũng phải độ hai xi nhan này lại để nó đi đăng kiểm. Sau khi đi đăng kiểm về á và nó tháo bỏ ha, nó tháo bỏ bốn xi nhan này, nó làm lại cho nó gọn lại thì thấy giá sẽ cao. Còn ở Sachia chính hãng mình á thì cái mình đi làm đăng kiểm xong mình để y như vậy luôn ha, để y như vậy luôn, mình không có làm lại ha, như thế giá sẽ mềm hơn. Và bây giờ á thì bên mình sẽ vẫn có cái độ lại cho các bạn luôn ha, độ xe lại các bạn luôn. Như cái đèn chói đèn trước nè, bên mình đã rút cái hai cái xi nhan này nè nha, rút hai cái xi nhan này đưa lên đây ha, cho các bạn ha, bên mình khoét cái lỗ và đưa lên đây cho các bạn đã thấy chưa đó đây ha, như mình đã rút lên cho các bạn rồi nè ha. Còn chống hai cái thanh này, chống hai cái thanh này á thì các bạn có thể là độ gắn thêm cái bảng tên ha, gắn thêm bảng tên giống như chiếc bên đây đó, gắn thêm bảng tên ha, gắn thêm cái bảng tên nha các bạn. Rồi, còn về cái đèn sau á, cái đèn sau thì mình phải mua phụ tùng mình làm lại ha, chứ các bạn đừng có khoét lỗ nha các bạn ha. Nếu mà các bạn khoét lỗ á, cái thứ nhất á là nó xấu, cái thứ hai á tại vì cái chó đèn này là cái chó đèn màu đỏ, mà khi các bạn lắp cái bóng này vào á thì nó sẽ không có sáng ha, nó sẽ không có thấy được ha. Khi mà mình bật xi nhan thì nó sẽ không có thấy được ha. Thì thế là các bạn đừng có dại dột mà các bạn khoét cái lỗ và nhét xi nhan vào đây thì nó không ăn thua gì đâu ha. Và bên mình á sẽ mất phí khoảng là 2,2 triệu để mình làm lại cái chói đèn sau. Cái chói đèn sau là hàng phụ tùng nhập khẩu về nha các bạn ha, phụ tùng nhập khẩu về. Và mình độ lại cái đèn sau này ha, nhìn cực kỳ đẹp luôn, nó y chang như là thằng Sachia tư nhân các bạn, không khác nhau gì hết đó. Thì nếu mà các bạn mua dòng xe này thì các bạn được tiết kiệm được rất là nhiều chi phí ha. Thì chiếc này là 51,5 triệu, thì các bạn độ này lên nữa là sẽ là 2,2 triệu nữa là sẽ là 53,7 ha,
53.7 đó, 53.7 thì chắc chắn sẽ rẻ hơn xe siêu tư nhân đó, mà ngược lại là được bảo hành 3 năm nữa các bạn, 3 năm hoặc 30 km thì được kinh doanh trước nữa. Còn máy móc về động cơ hay là tốc độ, công suất hay là moment xoắn cực đại thì nó cũng y chang nhau thôi ha. Nếu mà các bạn mua dòng xe tư nhân mà chẳng may mà nó bị lỗi cái màn hình nữa các bạn ha, nó bị lỗi cái màn hình đi ha, nó bị lỗi cái màn hình thì các bạn sẽ mất phí các bạn thay cái màn hình. Còn nếu các bạn mua dòng xe chính hãng Raider hoặc là Sachi á là sẽ được bảo hành miễn phí cho các bạn ha, Suzuki bảo hành miễn phí cho các bạn đó. Đó là một cái tiết yếu quan trọng mà các bạn phải chú ý ha, khi mà bạn mua những dòng xe thằng Sachi hoặc thằng Raider đó. Thì theo mình á thì các bạn, mình nên khuyên các bạn ha, các bạn nên mua thằng Raider hoặc là thằng Sachi chính hãng ha, các bạn đừng có dại dột mà mua thằng tư nhân ha. Tư nhân bây giờ nó cũng ít nhập về lắm, giá nó cao, người ta không có chuộng nhiều. Dân bây giờ á, tôi trẻ bây giờ các bạn cũng đã biết tìm hiểu về xe hết rồi à, chứ không phải giống như lúc trước nữa, tại vì máy móc về động cơ nó chang nhau mà giá nó là chênh lệch cũng khá là nhiều, thì đương nhiên thì các bạn sẽ lựa chọn cái dòng xe Raider hoặc là thằng Sachi thôi ha. Đó rồi, về màn hình thì con này thì nó ok đó, đầy đủ các thông số mình luôn. Trên đây thì nó có báo dùng tua nè đó. Chiếc này thì mình chưa có đổ xăng ha, là mình không có đề cho các bạn nghe được đó. Còn cái nút đề này nè là nó được trang bị cái hệ thống là Easy Start System, thì mình khi mình nhấn một lần á là nó sẽ tự động đề luôn, mà các bạn không cần phải nhấn giữ giống như cái dòng xe khác ha các bạn. Đó, không phải giống như dòng xe khác. Và cái này vẫn sử dụng là chìa khóa cơ ha. Khi bật đèn, bật cái bình lên nè, bật máy lên nè, đó thì nó sẽ hiện các thông số. Sau khi nó tắt cái bóng đèn vàng này rồi thì bên mình hạ đề ha các bạn. Đó. Còn ở đây là cái cốp xe ha, cốp xe cũng rất là nhỏ thôi. Đó. Nếu mà các bạn mua dòng xe này thì bạn đừng để không có để đồ được nhiều ha. Và thứ hai là các bạn đừng để cái điện thoại của mình vào đây nha các bạn ha. Không nên điện thoại của bạn vào đây ha, rất bị nóng máy, nóng cái điện thoại của mình. Đó. Còn về con này thì nó không có công tắc bật đèn ha các bạn ha, không có công tắc bật đèn ha. Đó. Rồi xi nhan trái nhan phải có pha ha, đầy đủ cho các bạn ha, coi ha. Thì dòng xe này thì các bạn chỉ là các bạn chạy đường trường thì theo mình cảm thấy thì nó hơi mỏi một xíu các bạn, tại vì nó kiểu dáng ngồi của nó hơi bị khum á. Đó. Và cái chiếc này thì cũng được gắn cái ba ga nè ha, gắn cái ba ga và đầy đủ ha, cho các bạn. Khi mà chỉ mua xe mới về thì nó không có cái ba ga ha, phải làm lại cái ba ga đó. Thì bên dòng này thì mình chắc mình không nói về động cơ gì nhiều đâu, mình chủ yếu mình nói về cái các bạn nên lựa chọn dòng xe nào, và cái mình giới thiệu cho các bạn cái độ lại cái đuôi sao cho giống xe tư nhân hay cho xe mình nó gọn gàng hơn. Và những bạn nào mà đang chạy dòng xe này á mà chưa có làm lại cái xi nhan sao á thì các bạn cứ lên đến cửa hàng Honda Giáp Bình Dương ha, thì bên mình sẽ làm lại cái xi nhan cho các bạn đó, thì cho nó đẹp, cho nó gọn gàng hơn, chứ để nguyên xi như vậy nè nhìn rất là xấu các bạn nha, nhìn rất là xấu ha. Những bạn nào quan tâm dòng xe này á thì các bạn cứ gọi điện số điện thoại của anh Lộc ha, hoặc là cái comment phía bên dưới đó. Còn ở đây là cái màu xanh nhám nha, đây là cái màu xanh nhám nè, xanh nhám nên cũng rất là đẹp luôn nha. Thì mà lấy về cho các bạn rất là nhiều màu để cho các bạn dễ dàng mình lựa chọn thêm ha. Đó rồi, thì giá mình báo cho các bạn rồi, thủ tục cũng báo rồi, thì những bạn nào thắc mắc gì đó thì các bạn cứ comment phía bên dưới ha. Rồi các bạn nhớ like và đăng ký của mình để xem nhiều video về xe hơn nữa. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, xin cảm ơn các bạn.